Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể anh chị em tín hữu Công giáo trên thế giới bắt đầu bước vào tuần thánh. Nói đến tuần thánh là lập tức chúng ta nghĩ đến những chuyện đau buồn, bởi vì tuần thánh nhắc chúng ta nhớ lại những ngày cuối cùng trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, mà đỉnh cao là cơn hấp hối của Chúa trong vườn Gethsemane, rồi cái chết của Chúa trên thánh giá. Cho nên nói đến tuần thánh là thấy buồn lắm. Thế nhưng tôi xin anh chị em đừng có quên điều này. Tuần thánh bắt đầu bằng Chúa Nhật lễ lá, Chúa Nhật hôm nay này, và kết thúc bằng lễ phục sinh. Có nghĩa là mở đầu và kết thúc tuần thánh là hai sự kiện vui lắm, lớn lao lắm, vĩ đại lắm. Chúa Nhật lễ lá là tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem trong vinh quang, mà mọi người quy tụ rất là đông và hoan hô Chúa. Rồi lễ phục sinh là chúng ta cử hành sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên tử thần. Cái quyền lực lớn nhất của tội lỗi nó ở cái chết đó. Bây giờ Chúa Giêsu chiến thắng tử thần. Cho nên tuần thánh được bắt đầu và kết thúc bằng hai sự kiện tràn ngập niềm vui. Và vì vậy, chúng ta cử hành tuần thánh không phải là với một tâm trạng u buồn, nhưng là với niềm tin phục sinh, với niềm hy vọng chan chứa. Và đó chính là sứ điệp hy vọng mà lời Chúa muốn gieo vào lòng chúng ta, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay giữa đại dịch COVID-19. Suốt 1-2 tháng này, ngày nào anh chị em cũng như tôi ngủ dậy theo dõi phương tiện truyền thông thì lập tức số người chết lại gia tăng, số người nhiễm bệnh lại gia tăng, và cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Đó là nói chung tình hình ở trên thế giới. Rồi không chỉ là dịch bệnh và chết chóc đâu, mà toàn bộ đời sống xã hội, đời sống kinh tế bị đảo lộn. Chúng ta cảm nghiệm rất là rõ. Hơn 1 tuần nay gọi là cách ly xã hội, bây giờ thì gọi là giãn cách xã hội. Bao nhiêu người mất công ăn việc làm. Những người bán vé số rất nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta bây giờ cũng thất nghiệp rồi. Mà kiếm ăn từng ngày như vậy lấy cái gì mà sống? Toàn bộ đời sống xã hội và kinh tế bị đảo lộn, mà không chỉ ở Việt Nam của mình mà là rất nhiều nơi trên thế giới. Một tình hình rất là u ám buồn thảm. Thế nhưng tuần thánh gieo vào lòng chúng ta sứ điệp hy vọng. Ngay giữa những u ám buồn thảm như thế thì người có cặp mắt của đức tin phục sinh vẫn khám phá ra những tín hiệu hy vọng. Tôi có đọc một bài thơ của một tu sĩ dòng Francisco ở bên Ireland, ông viết về dịch bệnh COVID-19 này. Viết về dịch bệnh thì đương nhiên là phải nói đến bệnh tật, nói đến chết chóc. Nhưng mà đồng thời ở trong bài thơ đó, tác giả nói tới những hình ảnh rất là dễ thương. Nào là ở Vũ Hán, sau bao nhiêu năm lúc nào cũng ồn ào náo động, bây giờ
người ta lại nghe được tiếng chim hót. Bao nhiêu năm, một thành phố công nghiệp, lúc nào bầu trời cũng mịt mù khói bụi, bây giờ lại trong xanh lại. Rồi ở bên Assisi, Italia, thì người ta hát cho nhau nghe ngang qua những quảng trường rộng lớn và trống vắng, từ nhà này hát cho nhà kia. Rồi những người trẻ quan tâm nhiều hơn đến những cụ già neo đơn để giúp các cụ đi mua thực phẩm hàng ngày. Rồi trong các gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái có giờ dành cho nhau nhiều hơn. Còn trước đây ai cũng bận rộn hết, ít khi mà ngồi nói chuyện với nhau cho đàng hoàng. Vẫn có rất nhiều tín hiệu tích cực và đầy hy vọng ngay trong khung cảnh có vẻ u ám buồn thảm. Và sâu xa hơn là về đời sống thiêng liêng, chính trong cái lúc này đây, người ta sống chậm lại. Và khi sống chậm lại thì người ta cũng dễ có cái nhìn về chiều sâu hơn, hơn chỉ là quan tâm đến những cái bề mặt. Và khi nhìn sâu hơn và đối diện với những gì đang diễn ra trong cuộc sống hôm nay, người ta khám phá ra cái sự mong manh của phận người. Người ta khám phá ra cái tính bất tất của con người và của mọi loài vật trên trần thế này. Và người ta biết tìm đến cái gì là vĩnh cửu, là vững bền. Người ta tìm đến với Chúa nhiều hơn. Có một giám mục của bên Mỹ, tôi mới đọc bài viết của Ngài. Ngài nói rằng Ngài chắc chắn là sau cơn đại dịch này thì các nhà thờ sẽ chật ních người. Và tôi nghĩ là Ngài có lý. Cho nên ngay trong khung cảnh có vẻ u ám buồn thảm, vẫn có rất nhiều tín hiệu hy vọng. Đó là sứ điệp mà lời Chúa hôm nay, mà tuần thánh này gieo vào trong lòng chúng ta. Thế cuối cùng, thưa anh chị em, cái niềm hy vọng tối hậu của người Kitô hữu chúng ta là ở đâu? Không phải nơi một con người nào, không phải nơi một thể chế nào, cho dù nó có tài giỏi, có hùng mạnh đến đâu đi nữa. Nhưng mà niềm hy vọng tối hậu của chúng ta là ở nơi Chúa. Chỉ có Chúa mới là chủ thể của sự sống, mới là chủ của lịch sử. Cho nên chúng ta đặt hy vọng nơi Chúa. Và chính vì thế, hy vọng có nghĩa là cậy trông. Tiếng Việt của chúng ta rất hay. Nhân Đức gọi là hy vọng, ở trong tiếng Latin spes, hay là tiếng Anh là hope, hay là tiếng Pháp là espérance. Nên khi mà dịch ra tiếng Việt thì cha ông chúng ta không dịch là hy vọng, mà dịch là cậy trông, đức tin, đức cậy và đức mềm, cậy trông. Bởi vì tôi đặt hy vọng nơi Chúa, cậy trông vào Chúa, phó thác vào Chúa. Đó là tâm tình của Chúa Giêsu trên thánh giá, trong giây phút đau đớn nhất. Lạy Cha, con phó thác sự sống con trong tay Cha. Đó cũng phải là tâm tình của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong tuần thánh này và trong bối cảnh cơn đại dịch này. Lạy Chúa, chúng con đặt hy vọng nơi Chúa. Chúng con cậy trông, phó thác sự sống con trong tay Chúa. Amen.